speak more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You mọi người, chúc mọi người một ngày mới về nhá. Hôm nay thì mình gặt lúa nhá, sau cơn bão thì bây giờ đã gặt lúa rồi. Khoảng hơn một tuần không, mình không gặt lúa. Bây giờ thì trời đã tạnh mưa rồi, sau cơn mưa trời lại sáng ấy. Bây giờ thì trời từ hôm qua là không có mưa này. Đây anh em mình đây, thì hôm nay thì mình quay lại mình gặt lúa luôn. Chỗ này thì ruộng khác nhá. Mình quay về cái là do cơn bão thì gần bến làng mình nha. Đây xa bến làng mình cũng khoảng 4 đến 5 cây. Đây cánh đồng bao la này. Bây giờ vẫn còn ít người qua nhá. Đây. Tại bây giờ vẫn còn sáng đấy. Đấy, cái mặt trời. Đây thì mình gặt cho nhà mình nhá. À mọi người nhớ cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Đây này. Chỗ này thì người ta gặt cũng chưa được nhiều. Và còn bên này này, lúa thì vẫn còn chưa có chín nhá. Còn bên mà cái lũ lụt hôm kia mình có quay á, thì cũng giống như thế này này. Chưa lúc có người cũng đã gặt rồi, chưa lúc thì người chưa gặt nhé. Thì do cơn bão thì những người chưa gặt thì đã chìm dưới nước rồi. Bây giờ thì nước đã rút lại rồi nhá. Mai mốt nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ quay lại cái mà hậu quả của sau lũ lụt hôm bữa nha. Thôi bây giờ mình lo gặt lúa đấy nhá. Đây thì mình mới tới thì bây giờ gặt lúa đấy. Chào mọi người ở đây luôn. Đây nha, bây giờ mình gặt lúa nhá. Day breaks and I'm burned by the morning light. The same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You xong rồi, trời nghỉ ăn cơm đây, ăn trưa đây nhá. Mà bây giờ thôi mình đi ăn cơm đấy nha. Chà chà chà, 12 giờ rồi. Đây mọi người, để ăn cơm thì kim mới rau má này. Tí này chấm muối ớt này. Đây này. Đó. À đây mình. Đây đẹp chưa?
Úi giời. Thôi chừng này được rồi đấy. Nếu mà đi kiếm mà theo dọc như thế này, bờ như thế này nhiều lắm. Đây mọi người nha. Đây thì hồi nãy thì mình có cái món của mình nha, review món của mình nha. Đây hồi nãy này mình kiếm được là má này. Đây này, chấm muối ớt giá như thế này này. Đó. Ăn tôm ngọt ngọt. Đây thì bí có măng này. Đây thì thịt long heo. Long heo can kia. Đó, ui giời. Chào mọi người. Đây. Đất cái này là cái gì không? Ớt, ăn cơm ngon. Đây ớt mình giá nhé. Để chấm rau má. Đây nè. Đây nha. Chấm rau má như thế này nha. Rồi mình quay mặt nha. Đây. Đây, anh trai mình ăn. Đây mời mọi người ăn rau má nha. Đúng bài đó. À đây nè. Có thịt cá nữa nè. Đây cá chạch nha. Cá chạch xào. Này nè, chim chủ hả? Đây nè. Đây là thịt prat bui nè. Đâu cái thề của em nó đâu rồi? Ai lấy cái thề rồi? Chết. Nó quay có bằng là ô uống hả? Chị ba mình lấy cái thề của mình rồi. Như cái em. Đây mình có đem theo cái chén này. Chả rồi. Thôi mình ăn cơm nhá. Tí thì mình vác thì mình quay tiếp nhá. Bắt đầu vác. Chăm mò mòi. Cứ chăm mò mòi biết không? Mọi người có biết không? Tại vì con mình kêu con mình bữa ấy, thì chào mọi người thì con mình nói thì chăm mò mòi đấy. Vì vậy thì mấy anh em mình toàn nói tiếng của con mình bữa nói đấy. Thế bây giờ mình vác nha. Em trai khỏe quá. Đấy, 5 bao rồi. Hello mọi người à. Bóc này là xếp này là cũng 5 bao này. Được. Đáo quân đi sao nha. Đây cháu quên về đó này. Mít mọi người thấy không? Đường rất là xa nhá, xe mình bên kia. À không thấy à? Bị che rồi. Đó xe mày bên kia rồi, để mà anh chị bên kia rồi. Từ bây giờ mình tắt ra. Hey. Chà. Sao cháu Quân? Mọi người. Đó từ bên đó này. Đấy, mấy anh chị mình ở đó đấy. Còn mấy bao bây giờ vác xong rồi nhá. Mới anh chị mình vác là hết rồi. Bây giờ mình thì nó đỡ mệt hơn.
như từ đây thì có 200, hơn 200 mét thôi. 200, 300 rồi. Tại vì đi vòng vòng bên này mà. Rồi quay lại bên này. Rồi bây giờ mình xếp lại nha. Đi thôi. Xong rồi. Đi về thôi. Bye bye nha. Bye bye cánh đồng nha. Xong rồi. Thôi đi về nha. Like nha. Hey, David. Hey, chào mọi người.